Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Vì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, đó là một cái máy hàn xeo pin di động. Nó rất là nhỏ gọn. Đấy. Đây, trên tay mình là một cái máy hàn xeo pin. Máy hàn này nó sẽ không phải sử dụng siêu tụ mà cũng không phải sử dụng biến áp, mà nó sử dụng pin. Đây là cái cục pin của nó đây. Nó sử dụng pin luôn. Cái ưu điểm của cái máy hàn này thì đó là cái tính nhỏ gọn của nó, có thể cơ động, di động, mình mang đi khắp nơi mà không cần phải cái nguồn điện thường trực cho nó, tại vì nó dùng pin rồi. Đấy, mình chỉ sạc vào đây một lần và sau đó mình dùng khi nào hết thì mình sẽ sạc pin lại cho nó vào. Về cấu tạo của cái máy hàn này thì nó cũng gồm pin này, một cái mạch. Cái mạch này là cái mạch kích dòng, cũng như là nó kiêm luôn cái mạch điều khiển timer luôn. Và cuối cùng là một cái tay hàn, tay hàn rất là nhỏ gọn, kim hàn người ta hàn sẵn ở trên cái bo mạch này rồi. Đấy, và có hai cái dây dẫn ra đây, hai cực dẫn ra, rất là nhỏ gọn. Thì trên cái bo mạch chính này thì nó có cái nút công tắc để hàn. Đấy, khi chúng ta hàn thì chúng ta bấm vào cái này. Bên cạnh nó là một cái rắc nguồn DC. Rắc nguồn này dùng để sạc cho cái cục pin này. Và phía bên nó là một cái đèn LED. Đèn LED để cảnh báo này. Thì chúng ta bấm công tắc thì nó nháy LED này. Và bên cạnh cái đèn LED này là một cái biến trở để chúng ta chỉnh cái dòng để hàn chỉnh dòng. Bên này là cộng, bên này là trừ, xoay sang bên này là cộng, bên này là trừ. Đây. Những cái bạn mà không thường xuyên hàn nhiều thì sử dụng cái máy này rất là tiện. Nó vừa cơ động mà vừa không phải dây dợ, không phải điện đóm gì lằng ngoằng, chỉ cần cầm ra và hàn thôi. Cái tay hàn này nó có một cái nhược điểm, đó là khi mà mình hàn nhiều ấy, thì mình cầm nó sẽ bị nóng, bị nóng tay. Đấy, như vậy là các bạn, nếu mà các bạn mua về, các bạn có thể là chế lại cái tay hàn này, thêm một cái bọc gì đấy hay là thêm một cái miếng gỗ gì đấy để chúng ta cầm khi mà hàn nhiều nó không bị nóng. Tức là hàn ít thì không sao, nhưng mà hàn nhiều thì nó sẽ bị nóng, mình cầm nó sẽ bị bỏng tay. Và bây giờ mình sẽ đi hàn thử nó xem cái chất lượng mối hàn của nó so với các cái máy hàn dùng biến áp hay là dùng siêu tụ nó có khác gì nhau nhé. Để hàn nó thì các bạn cứ dí hai cái kim hàn này xuống thôi. Chú ý là phải tiếp xúc nó, phải cả hai cái kim hàn này nó phải cân bằng. Tại vì đây nó không có cân lực. Nhưng mà chúng ta phải đặt nó làm sao mà nó cả hai kim này đều tiếp xúc được với cả cái kẽm hàn. Đấy. Sau khi mà xác định tiếp xúc tốt rồi thì chúng ta bấm cái nút này thôi. Đấy, như vậy là tiếp xúc chưa tốt, nó sẽ tóe lửa. Mình sẽ thực hiện lại. Đây, các bạn nhìn thấy mối hàn của nó rất là đẹp. Hai cái này là do mình tiếp xúc không tốt nên là nó đánh thủng luôn cả cái thiếc, à cái kẽm. Rồi bây giờ mình sẽ bóc thử xem là cái độ chắc của nó như nào nhé. Đấy, các bạn thấy là kẽm hàn nó rách rất là chắc đấy.
Đây các bạn, mình hàn lại rồi, chuẩn hơn rồi, không bị tóe lửa nữa. Khối hàn cũng rất là đẹp. Đây các bạn thấy chưa, kẽm nó rách này. Chất lượng cũng rất là tốt. Mình đánh giá là nó không kém gì các cái máy hàn dùng siêu tụ hay là biến áp cả, mà nó rất là cơ động, mình có thể mang đi khắp nơi, đi du lịch cũng mang đi được. Và khi nào hết pin thì các bạn cắm sạc vào đây thôi, nó sẽ có một cái sạc đi kèm để sạc pin cho cái pin này. Sau khi sạc thì chúng ta lại lấy ra dùng bình thường. Như mình đã nói là cái ưu điểm của cái máy hàn này là nó tính cơ động và không cần dùng nguồn điện thường trực. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là cái tay hàn này, khi mà chúng ta hàn nhiều là rất là nóng tay. Cái này các bạn về có thể chế lại thôi. Với cái giá thành 1 triệu thì mình nghĩ cái máy hàn này là rất là chuẩn rồi. Giá thành 1 triệu mà hàn rất là chắc, khối hàn rất là chắc. So với những cái máy hàn dùng siêu tụ hay là dùng biến áp thì giá thành của nó cũng rất là cao. Nhưng cái máy này thì gói gọn, chỉ là 1 triệu đồng. Cái link để mua sản phẩm thì mình đính kèm ở phần mô tả video bên dưới, các bạn có thể tham khảo. Mình xin dừng video đây. Các bạn thấy video hay thì hãy like và chia sẻ. Nhớ đăng ký kênh của mình để được xem những video mới hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.